Celsius tăng vọt sau khi Ripple tiết lộ kế hoạch mua lại Celsius. Ripple Labs tiết lộ họ đang có ý định mua lại các tài sản thuộc nền tảng cho vay tiền điện tử, đang trong quá trình hoàn thành thủ tục phá sản Celsius. Theo báo cáo của Reuters, người phát ngôn của Ripple Labs đã tiết lộ rằng công ty của họ đang quan tâm và tìm hiểu về Celsius cũng như các tài sản hiện có của nền tảng này. Sau khi rơi vào khó khăn và chặn rút tiền vào giữa tháng 6, Celsius đã bắt đầu nộp hồ sơ phá sản vào đầu tháng 7. Theo đó, hồ sơ phá sản tiết lộ rằng tài sản của Celsius hiện bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, mã thông báo gốc Celsius và các tài sản kỹ thuật số khác trong tài khoản không lưu ký, cùng với các khoản vay và doanh thu từ hoạt động kinh doanh khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, khi cân nhắc với các khoản nợ mà Celsius đang phải đối mặt thì vẫn thâm hụt 1,19 tỷ đô la. Được biết, Ripple không thuộc một trong các chủ nợ của Celsius. Sau tin tức, mã thông báo gốc của nền tảng Celsius đã tăng hơn 30% trong 24 giờ qua, ghi nhận ở mức 2,34 đô la vào 7 giờ 30 sáng nay. Ví Web3 sắp ra mắt của Robinhood thu hút hơn 1 triệu khách chơi. Theo một thông báo từ Vladimir Tenev, CEO của sàn giao dịch Robinhood, hiện có đến 1 triệu người đăng ký danh sách chơi cho ví tiền điện tử Web3 sắp ra mắt của công ty. Được biết, vào tháng 5, Robinhood đã tiết lộ rằng ví Web3 không giám sát của mình được thiết kế riêng cho các nhà giao dịch trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung, hay còn gọi là DeFi. Khác với ví tiền điện tử được ra mắt vào tháng 4 của Robinhood, ví Web3 mới sẽ hỗ trợ các tính năng đột phá hơn như hỗ trợ năng suất, staking và NFT. Vì được thiết kế đặc biệt cho các khách hàng cấp cao, dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm 2022 và bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm beta vào tuần tới. CryptoLickVN xin trân trọng thông báo, để tri ân sự ủng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua và để kỷ niệm channel đạt mốc 10.000 subscribers đầu tháng 9 năm 2022, chúng tôi khởi động tính năng Watch and Earn, mang đến trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Một trải nghiệm có thể giúp các bạn gia tăng thu nhập từ việc xem video trên website của CryptoLickVN. Mọi thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo và trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Mong quý khán thính giả đón theo dõi. Chân thành cảm ơn. Bất chấp bị ghé lạnh, Binance vẫn quyết tâm theo đuổi thị trường Philippines. Bất chấp việc Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Philippines liên tục đưa ra những cảnh báo về việc không nên đầu tư vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử này vẫn tích cực và không ngừng đưa các dịch vụ của mình đến quốc gia Đông Nam Á. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Leon Phong, người đứng đầu khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Binance, cho biết rằng họ rất lạc quan về việc có thể hoạt động tại thị trường Philippines. Theo đó, công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc mang đến trải nghiệm cũng như lợi ích về tiền điện tử cho quốc gia này, mặc kệ các nỗ lực của một bộ phận cơ quan quản lý đang hành động để chống lại sàn giao dịch. Theo Phong, công nghệ blockchain sẽ là động lực chính để mang lại cơ hội lớn về tài chính cho người dân Philippines. Mặc dù đầu tư công nghệ từng chỉ dành riêng cho những cá nhân có thu nhập cao, nhưng với tiền điện tử và blockchain thì khác, cơ hội đầu tư vào các dự án này được mở ra cho nhiều người hơn trên toàn cầu. Liên quan đến các quy định tại Philippines, Phong nhận định rằng quốc gia này đang làm rất tốt trong việc tạo ra các khuôn khổ quy định của mình xung quanh việc cấp giấy phép VASB và EMI, đồng thời cho biết sàn giao dịch đã nộp các thủ tục giấy tờ liên quan để xin giấy phép hoạt động tại Philippines và đang chờ xét duyệt. Arsenal bị khiển trách vì quảng cáo tiền điện tử. Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại London, Anh, Arsenal đã bị cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo của nước này khiển trách vì các chiến dịch quảng cáo và quan hệ đối tác với công ty tiền điện tử Sosus. Theo đó, ASA cho rằng câu lạc bộ đã công khai chiến dịch quảng cáo về Sosus trên mạng xã hội mà không cung cấp bất kỳ cảnh báo nào cho người dùng về những rủi ro liên quan đến các tài sản tiền điện tử, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là hành động vô trách nhiệm. Vào tháng 2, cơ quan quản lý này cũng đã cấm và lên án một chiến dịch quảng cáo tiền điện tử tương tự đến từ Flocky Inu. Tập đoàn SBI Nhật Bản cung cấp giao dịch OTC crypto tại Hoa Kỳ. Công ty con của gã khổng lồ tài chính SBI Group, Clear Market, đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai để cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử không cần niêm yết tại Hoa Kỳ. Theo một thông báo từ SBI Holdings, Clear Market sẽ được phép điều hành một sàn giao dịch, trong đó họ có kế hoạch cung cấp giao dịch phái sinh cho các cặp đô la Mỹ và Bitcoin, đồng thời cho biết Clear Market cũng đã lên kế hoạch cho việc mở rộng các đối tác thương mại của mình tại Hoa Kỳ sau các giao dịch thử nghiệm trên nền tảng. Được biết, SBI Holding đã mua 12% cổ phần của Clear Market vào tháng 8 năm 2018 và dự định sẽ tăng lượng nắm giữ trong tương lai.
Nếu bạn chưa biết thì các giao dịch OTC được xem là những giao dịch riêng tư, không cần thông qua những bước giao dịch thông thường và do đó không được hiển thị trong bất kỳ sổ đặt hàng công khai nào. Một số ước tính cho thấy khối lượng tiền điện tử được giao dịch trên thị trường OTC lớn gấp vài lần so với các sàn thông thường. Điều gì xảy ra khi chúng ta đào hết Bitcoin phần 2? Sau đây mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Ở phần 1, chúng ta đang đề cập đến giá Bitcoin. Phần này sẽ là thợ đào Bitcoin nhé. Hãy giả định rằng các thợ đào đã hoàn tất việc đào Bitcoin của mình vào năm 2140. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phần thưởng mà các thợ đào Bitcoin khi tiến hành xử lý, xác thực các giao dịch trong một khối và lock reward và phí giao dịch. Tuy nhiên nó chỉ chiếm 6%. Có hai giả định được đưa ra. Giả định đầu tiên sẽ là khi đào xong 21 triệu Bitcoin, thì điểm đó nhu cầu sử dụng mạng Bitcoin tăng cao. Càng nhiều người sử dụng thì phí giao dịch sẽ càng bị đẩy lên cao. Điều này sẽ thỏa mãn thu nhập mà thợ đào hoạt động. Do đó, họ sẽ tiếp tục công việc của mình để thu phí giao dịch. Giả định thứ hai, khi blockchain cuối cùng được giải mã, các thợ đào sẽ không còn nhận được bất kỳ phần thưởng khối nào nữa. Họ sẽ hoạt động tắt máy và toàn bộ mạng Bitcoin sẽ ngừng hoạt động. Đây được coi là sự kết thúc của mạng Bitcoin. Theo bạn, liệu năm 2140 sẽ là năm như thế nào đối với Bitcoin? Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeakVN. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLeakVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.